Samsung Galaxy S24 Ultra. Đây là tất cả những thứ mà chúng ta đã đồn đại trước đó, và cuối cùng thì nó đã hiện lên ngay ở trên tay mình các bạn ạ. Một chiếc điện thoại Galaxy S24 Ultra bằng titan, bằng thật, đang ở trước mắt của chúng ta. Các bạn từng nhìn thấy những cái hình lích nó như thế nào thì bây giờ gần như là trước mắt chúng ta, nó y hệt như những gì mà chúng ta đã từng nghĩ trước đó. Và đâu sẽ là thứ mà Samsung muốn cập nhật thêm vào chiếc điện thoại này? Hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Có lẽ là khi các bạn xem xong sự kiện ấy, thì một trong thứ mà các bạn quan tâm nhất đó chính là cái hoàn thiện của chiếc máy này, đúng không? Đây là một chiếc điện thoại phiên bản titan xám. Có nghĩa là tất cả những cái dòng sản phẩm Galaxy S24 Ultra của năm nay ấy, thì nó đều mang tên là màu titan. Lý do vì sao mà Samsung muốn đem vào đây một phần viền titan như thế này, đó là bởi vì những cái linh kiện ở bên trong nó đã thay đổi hơn nhiều so với những thế hệ trước. Và bởi vậy, để giữ cho chiếc máy của chúng ta được nhẹ nhàng hơn, thì Samsung bắt buộc là sẽ phải chuyển qua cái phần viền bằng titan. Bây giờ thì các bạn đều cần hiểu một điều này, đó là cái phần viền này này 100% nó sẽ là phần viền titan, tuy nhiên rằng khung của chúng ta thì vẫn sẽ là khung kim loại nhôm mà thôi. Nghĩa là bằng một cách nào đấy thì Samsung cũng sẽ có ốp thêm cái phần kim loại titan ở phía bên ngoài, còn khung của chiếc máy thì vẫn sẽ là nhôm. Chắc chắn là titan thì nó sẽ chống va đập tốt hơn rồi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng mà thực tế là khi cầm trên tay nó có nhẹ hơn hay không? Mình có một chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra ở đây, thì cá nhân mình cảm nhận nha, hai con này nó không có sự khác biệt nhau về khối lượng đâu. Mình sẽ có một chút cảm nhận là cái con Galaxy S23 Ultra này nó sẽ nặng hơn một xíu, nhẹ nhẹ thôi. Tuy nhiên là cái sự khác biệt giữa khối lượng này nó không thực sự quá lớn. Và khi các bạn có lắp thêm ốp vào, các bạn sử dụng hàng ngày ấy, thì các bạn sẽ không thấy sự khác biệt đâu. Không như là cái hãng hoa quả nha, là các bạn cầm cái con mới nhất dùng titan phần viền nó lên á, là các bạn sẽ cảm thấy nó nhẹ bẫng đi, thì hoàn toàn không có chuyện đó. Tất nhiên, một trong thứ mà quan trọng nhất và hay ho nhất chúng ta quan tâm nhất năm nay, đó chính là cái phần viền của chúng ta. Cái phần viền này nó vẫn sẽ cong nhẹ các bạn nha, bởi vì cái phần viền titan này nó vẫn sẽ được vát nhẹ một chút. Và bởi vậy nên là khác với những con Galaxy S24 tiêu chuẩn ấy, thì nó sẽ không tràn cái màn hình ra ngoài, thì cái màn hình này nó sẽ không vuông sắc cạnh đâu, nó vẫn sẽ có một cái độ cong rất nhỏ. Tuy nhiên đây, nếu các bạn nhìn rõ với cả Galaxy S23 Ultra đi, thì cái phần cong này nó ăn lẹm vào cả phần màn hình của chúng ta, đúng không? Với con này thì cái phần cong ấy nó nhỏ đến cái mức mà nó sẽ chỉ ăn lẹm một chút vào phần viền của chúng ta mà thôi. Và bởi vậy nên là nếu bạn nào lo sợ rằng cầm con này trên tay 1, 2, 3, 4 góc cạnh rồi, mà bây giờ cái phần viền nó vẫn sẽ còn vuông thành sắc cạnh nữa, thì liệu có cấn tay hay không thì hoàn toàn không, bởi vì nó vẫn sẽ được bo một cách rất là nhẹ nhàng nha. Tuy vậy thì mình vẫn sẽ có một vài nhận xét khi mà mình cầm nắm trên tay nha. Đó là đúng thật là con Galaxy S23 Ultra cầm nó vẫn thua hơn một xíu. Đặc biệt là nếu các bạn cầm chặt trong tay ấy, thì các bạn, đây, các bạn nhìn rõ cái phần viền của chúng ta nha, nó sẽ thua hơn, cầm trong tay nó sướng hơn. Còn con này thì nó sẽ hơi bè, nó giống một cuốn sổ nhỏ hơn ạ. Kể cả phần viền phía sau, nó sẽ hoàn toàn không còn là cong như là con Galaxy S23 Ultra nữa, nó hoàn toàn là phẳng luôn. Thì nó sẽ chỉ cứu cánh cho cái khả năng cầm nắm duy nhất của các bạn ở chỗ là cái phần viền nó cong thôi, còn phần mặt lưng này nó phẳng đét luôn. Và bởi vậy nên đôi khi cầm trên tay thì mình cảm nhận rằng là nó không còn được thoải mái lắm. Nhưng mà điều này thì chúng ta không cần nghĩ nhiều đâu, bởi vì sao? Các bạn sẽ dùng ốp mà. Và nhắc đến ốp thì mình nói luôn nữa các bạn nha, là ốp của Galaxy S23 Ultra, nếu mà chúng ta ốp lên con Galaxy S24 này đấy, thì nó không có vừa đấy, trông nó sẽ như thế này. Và bởi vậy nên là nếu các bạn đã mua ốp rồi thì các bạn phải lưu ý xem rằng là mình sẽ mua ốp mới nha. Mức giá của Samsung Galaxy S24 Series thì sẽ có ngay tại Sellnext tại đây. Thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link phía bên dưới nha. Các bạn sẽ có những đường link để có thể đặt trước Galaxy S24 Series và sẽ được kèm theo bộ quà rất tốt. Và nếu các bạn đăng ký nhận đặc quyền thì sẽ được nhận luôn voucher trị giá 1 triệu đồng. Thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link phía bên dưới nha. Mình sẽ ghi ở trong phần comment cũng như để trong phần mô tả. Ultra của chúng ta sẽ được trang bị Snapdragon 8 Gen 3. Khác với những cái phiên bản Galaxy S24 tiêu chuẩn thì nó sẽ chỉ sử dụng Exynos 2400 mà thôi. Với con Snapdragon 8 Gen 3 made for Galaxy này thì tất nhiên là chúng ta sẽ được nâng cấp thêm một chút về xung nhịp và sẽ có thêm một vài những cái sự mạnh mẽ hơn so với những dòng sản phẩm hiện thời. Tuy nhiên là chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, liệu rằng Samsung sẽ xử lý ra sao với con Snapdragon 8 Gen 3 như thế này? Hơn rồi, chắc chắn sẽ nóng hơn rồi và được trang bị nhiều tác vụ AI hơn rồi. Và trong cái nhân NPU của nó thì liệu rằng nó có nóng lên hay không? Thì có một câu trả lời như này, Samsung đã lường trước được điều này, chắc chắn con này kiểu gì cũng sẽ nóng hơn. Và bởi vậy nên họ đã tăng cường cái miếng tản nhiệt buồng hơi bên trong lên gần gấp 2 lần. Và bởi vậy nên cái máy của chúng ta nó sẽ nặng hơn một chút. Và bởi thế nên là họ đã thay cái phần viền kim loại bằng nhôm trở thành viền titan để giúp cho chiếc máy được mát hơn và được nhẹ hơn. Tuy vậy thì chắc chắn vẫn sẽ có một vài vấn đề, bởi vì các bạn hiểu nha,
khả năng thoát nhiệt của titan là kém hơn rất là nhiều so với nhôm và thép. Và bởi vậy khi mà chúng ta đổi thành cái viền titan này thì chắc chắn là chiếc máy này nó sẽ thoát nhiệt ra ngoài bằng phần mặt lưng hoặc là phần mặt trước. Và bởi vậy mình đang đặt ra một dấu hỏi rằng nếu như các bạn cầm chiếc máy này đi quay chụp liên tục ở ngoài trời hoặc là đi chơi game ở ngoài trời đi, với sự hỗ trợ của ray tracing, với sự hỗ trợ của rất nhiều thứ, thì liệu rằng nó có bị quá nhiệt hay không? Thì cái đó thì chúng ta cần phải làm kỹ hơn ở trong những video lần sau. Tuy nhiên để nói thêm về cái phần màn hình của nó thì đây, với cái màn hình này thì năm nay Samsung đã có để cái độ sáng chúng ta pick lên là 2600 nits rồi. Ở trong điều kiện bình thường thì nó sẽ chỉ là dưới 2000 nits thôi. Đây, các bạn thấy rằng là kể cả khi chúng ta có so sánh với cả những cái dòng sản phẩm như là Galaxy S23 Ultra thì thực tế là mình chưa thấy cái tác dụng thật sự của 2600 nits là ra sao. Tuy nhiên ở trong những cái điều kiện trời bình thường như này thì mình nghĩ rằng là ok, chỉ chẳng qua là nếu mà chúng ta sử dụng nó nóng quá, nó nắng quá thì nó mới pick lên 2000 nits mà thôi. Và bởi vậy nên là mình nghĩ rằng chưa chắc là các bạn đã cần phải lo lắng quá về cái việc là nó pick lên 2600 nits thì như thế nào đâu, bởi vì mình đang đứng ở đây rất là nắng. Nhưng mà thực tế là nó vẫn không phải là đẩy lên quá cao và nó vẫn sẽ chỉ giữ cái độ sáng pick nó xem với Galaxy S23 Ultra mà thôi. Ok, đó mới là những thứ liên quan đến hiệu năng, liên quan đến cấu hình của chiếc máy này thôi. Về camera thì nó vẫn sẽ giữ nguyên camera 200 megapixel. Chúng ta vẫn sẽ có, đây là camera zoom quang học 10x. Và tất cả mọi thứ thì nó gần như là không khác gì cả. Vẫn có khả năng ghép điểm ảnh để cho chúng ta có những bức ảnh 200 megapixel. Cái thứ quan trọng nhất mà Samsung muốn nói đến cho các bạn ở trong cái chiếc Galaxy S24 Ultra này đó chính là những cái khả năng liên quan đến AI. Thì thực tế là những cái thứ liên quan đến AI nó đã xuất hiện trên tất cả những dòng Samsung Galaxy S24 của chúng ta rồi. Ví dụ như là các bạn có thể gọi điện và dịch trực tiếp cái ngôn ngữ của người gọi. Các bạn đi Tây Ban Nha, đi Pháp, đi Hàn, đi Nhật đi, chúng ta không biết tiếng, gọi điện đến hotel để đặt khách sạn thì làm thế nào? Thì lúc đó khi các bạn gọi điện trực tiếp, hoặc là trong những cái trường hợp cực kỳ đau đầu, ví dụ các bạn quên một cái gì ở khách sạn, các bạn không biết giải thích thế nào cho nhân viên khách sạn, thì hiện tại ở chiếc máy này nó sẽ trực tiếp là dịch cho các bạn luôn. Và với những cái dòng S24 Ultra thì nó sẽ có một tính năng đặc biệt hơn, đó chính là cái bút S Pen này. Khi các bạn nguệch ngoạc viết lên cái gì đó ở trong cái phần notes của chúng ta đúng không, thì nhìn rất là xấu, đúng thật là nhìn không thể nhìn ra được, và đôi khi chúng ta sẽ quên mất những cái ý của chúng ta. Thì đây là cái vấn đề mà mình gặp rất là nhiều ở trên con Galaxy S23 Ultra của mình. Và bởi vậy nên đôi khi mình không muốn sử dụng bút luôn, bởi vì viết ở đây trên đây rất là khó khăn, màn hình đã nhỏ rồi, cái bút còn nhỏ nữa. Chúng ta có thể bấm vào cái phần bút như thế này, sau đó các bạn sẽ lựa chọn những cái phần mà các bạn muốn chuyển cái phần nguệch ngoạc này thành những cái chữ nhìn nó tử tế hơn. Một là chúng ta bấm Align Handwriting, nhìn nó rõ ràng hơn đúng không? Nhìn nó thẳng thớn hơn đúng không? Hai là nếu các bạn muốn nó tử tế hẳn ấy, thì các bạn chuyển hẳn nó luôn thành chữ tiếng Việt. Sau đó nó sẽ hiện lên một cái phần preview như này. Thì nếu những cái chữ nào mà cái bộ máy nó cho rằng là chúng ta đang hiện lên, có thể nó sẽ nghĩ rằng đây là một cái phần gọi là sai chính tả, nó sẽ hiện lại cho các bạn xem trước khi các bạn xuất ra cái bản cuối cùng. Và tất nhiên là các bạn có thể sử dụng những cái phần align ở dưới đây để giúp cho cái phần này nhìn nó đẹp hơn, nó tử tế hơn, format lại thẳng thớn hơn, nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Thì mình sẽ làm kỹ hơn ở trong những video lần sau nha. Hay nó sẽ có những cái tính năng mà để giúp cho các bạn có thể thay đổi được người này. Ví dụ chúng ta chỉ cần vào phần edit này thôi thì tất cả mọi thứ nó đã có sẵn ở trong đây rồi, các bạn không phải tải thêm ở trên mạng một cái gì cả. Ví dụ như các bạn muốn nghiêng lại hình ảnh này, làm sao cho nó thẳng, người này đang bị nghiêng đúng không, các bạn cho nó thẳng hơn. Sau đó chúng ta bấm vào cái phần generate này thì nó sẽ tự động vẽ lại những cái phần còn thiếu ở những cái phần viền này, thì rất là hay đúng không? Đó. Thì cái phần ngôi sao này cứ tưởng là AI nhưng thực tế nó lại là không phải AI các bạn ạ. cái phần ngôi sao này lúc đầu chúng ta không biết là cái gì, nhưng hóa ra nó là AI. Đây các bạn thấy này, View Original, đây là Original này, nó vẽ lại này, nhìn cũng ra gì và này nọ đúng không? Tuy nhiên có một cái rất là hay nhá mà mình thích ở trên chiếc điện thoại này. Trước đây các bạn muốn tìm một cái gì ở trên Google Image thì các bạn phải chụp hình lại rồi các bạn up lên Google Image đúng không? Rất là bất tiện. Thì bây giờ các bạn chỉ cần giữ phím Home, sau đó ví dụ mình muốn tìm một cái gì đấy liên quan đến Google đúng không, mình khoanh tròn vào cái thứ mà mình muốn tìm là máy sẽ tự động tìm kiếm cho các bạn những kết quả liên quan đến Play Store. Rồi, tất cả thứ liên quan khác về chiếc điện thoại này thì đây là một chiếc máy 5000mAh, có sạc nhanh 45W, và đây là một vài màu sắc của nó: màu xám này, màu vàng này, màu tím này, màu đây mới là màu xám, còn đây là màu đen. Thì sạc nhanh sẽ là 45W và đó là tất cả thứ mà các bạn còn quan tâm về chiếc máy này. Có lẽ là cái tiềm năng chiếc máy này nó còn rất là nhiều, tuy nhiên ở trong nội hàm video này thì chúng ta chỉ cần kết lại một vài điều thôi. Cá nhân mình nghĩ nha, ai mà đang dùng S23 Ultra rồi ấy, thì có lẽ là các bạn chưa cần thiết phải quá nâng cấp lên. Tuy nhiên
nếu như bạn là những người dùng S23 Ultra, S2 Ultra mà đang muốn có một chiếc máy nó có nhiều tính năng liên quan đến văn phòng hơn, đi du lịch nhiều hơn, có khả năng dịch trực tiếp, hội thoại rất là nhanh ấy, và tính năng AI trên đây nó đã được tích hợp sẵn trong đây rồi, các bạn không cần phải sử dụng bất cứ một ứng dụng nào khác cả. Tất cả mọi thứ các bạn chỉ cần gọi tên là nó tự động hiện lên. Tuy nhiên là những cái tính năng AI này nha, trừ tính năng dịch ra thì các bạn bắt buộc sẽ phải kết nối đến internet. Và bởi vậy đó là lý do vì sao mà năm nay tất cả các dòng sản phẩm của chúng ta đều được nâng cấp lên là 12GB RAM, bởi vì là những cái tính năng AI nó tốn RAM rất là khủng khiếp luôn. Bởi vậy nên nếu bạn là những người mà đi du lịch nhiều, đặc biệt là bạn nào làm travel blogger hoặc là bạn nào mà thường xuyên làm việc với đối tác nước ngoài, thì đây sẽ là những lựa chọn tuyệt vời cho bạn luôn. Cảm quan của mình hiện tại, bạn nào mà đang chỉ quan tâm đến ngoại hình thôi, màn hình thôi, thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn.